Thì vậy cho nên vì vậy mà thật sự ra thầy nghĩ là trong cái dịp cái duyên mà con về đây được gặp thầy, được nghe thầy nói, thầy nghĩ rằng mấy con chỉ cần sống cho thầy như thế này thôi, lúc nào mấy con cũng nhớ nhắc thầy, nhớ thầy nhắc con phải, bởi vì mấy con là gia duy nhiều lắm, khó mà bước ra để mà trở thành cái thầy. Các con chỉ cần nhắc, đầu tiên mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham si hết đi. Tham si là ác pháp đau khổ, thì đi về sau không có được tham thì con nhắc nó vậy đi. Và đồng thời thì con lại nhắc một câu, câu kế này: tâm thanh thản an lạc vô sự là hạnh phúc nhất đời, phải sống như cái này đó. Con cứ nhắc nó vậy rồi một ngày nào đó con sẽ sống được tâm thanh thản an lạc vô sự. Mà nhớ chưa, một cái thì tác ý là tâm như cục đất ly tham si hết đi, tham si là ác pháp là đau khổ, thì đi về sau không có được tham si nữa, khổ mỗi đều không được nhắc nó. Rồi nó sẽ làm cho mấy con tự cái ý thức của mấy con dẫn nó vào trong cái chỗ giải thoát đó, thì các con sẽ được giải thoát. Và đồng thời thì khi nào có điều kiện gì hoặc là bình an thì con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ thân các con đau nhất, con nhắc tâm thanh thản là vô sự, nó là vô thường, không sợ, thì nó sẽ hết bệnh cho mấy con thôi. Có bấy nhiêu đó đủ rồi, mấy con đừng có tu nhiều, chỉ mấy câu tác ý đó thôi, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, phải không các con? Nhớ chưa, cứ dẫn đi rồi mấy con sẽ thấy đạo Phật thực tế lắm. Bây giờ mấy con gặp thầy này, các con nhớ nhắc cho tới chiều ngày mai chúng chữ mấy con nhớ được tâm gì cũng đất, không có tham thì không có sanh nè, thì nay đó nó hết sanh rồi, thầy cứu mấy con thoát khổ đó. Chỉ một câu đó cũng đủ là mấy con thấy an ổn. Về mà gia đình vợ con giận dỗi hay gì đó thì mấy con sẽ nhắc tâm thanh thản là điều tất cả này đều nhân quả, đừng dơ thần, thì do đó mấy con thấy an ổn lắm. À, mấy con nhớ nhắc như vậy là mấy con sẽ cứu lấy mình, bởi vì đó là cách đuốc lên mà đi. Mình đốt cái đuốc lên, mà cái đuốc này là cái đuốc trí tuệ bằng tri kiến của con mà, tri kiến giải thoát mà. Cho nên mấy con tác ý một cái là cái tri kiến của mấy con ngay đó là nó quá giải được cái gì cái ác pháp nó dây quanh mấy con, nó làm cho mấy con đau khổ. Mấy con nhớ những lời thầy dạy là đã thầy đã cứu mấy con, chứ còn thầy không có thể nào mà làm cách gì mà làm cho gia đình mấy con hạnh phúc bằng chính các con đã tự cứu mình hạnh phúc như thế đó. Các con nhớ chưa? À, bây giờ các con sắp sửa chết, cơ thể hoại diệt, thì các con sẽ nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, chẳng sợ chết bỏ, thì mấy con sẽ thấy khi mà con tác ý được cái tinh thần nó còn mạnh lắm rồi. À, lúc bây giờ mấy con sẽ thấy khi đó cái thân chết mà nó thanh thản rồi, nó không tái sanh luân hồi đâu. Các con hiểu, mà cái tâm con dao động sợ một chút là nó tiếp tục tái sanh luân hồi đó. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta đừng giống thiên hạ, bởi vì thiên hạ sợ hãi, sân hận, ham muốn, mọi người xung quanh ta ai cũng vậy. Mà giờ mình thanh thản ăn lạc vô sự không sợ hãi thì như vậy khác họ rồi, làm sao làm con họ được, phải không? Cho nên vì vậy mình chấm dứt tái sinh luân hồi, thầy dạy con tương ưng với chư Phật liền. Nhưng mà mấy con có làm được không? Tự mấy con nhớ mà muốn làm được thì chỉ cần nhắc như vậy thôi, hằng ngày mình cứ nhắc thôi, nhưng mà không ngờ nó có nội lực ở trong đó, đó là mấy con đã cứu mấy con được, không? Cho nên vì vậy đó mấy con cứ nhắc như vậy, thầy hồi đó, thầy Thông Lạc hồi đó làm được vậy, mình cũng làm được vậy chứ sao? Đó, thì tức là các con sẽ chấm dứt cái sanh tử. Bởi vì vô thường, bây giờ mấy con gặp thầy, ngày mai biết được chừng mấy con sẽ tha thầy và vĩnh viễn không gặp thầy. Thì mấy con chỉ cần nhớ như vậy là mấy con gặp thầy vĩnh viễn. Bởi vì mấy con thanh thản là thầy có thanh thản là gặp nhau chứ sao? Thầy hẹn mấy con là chỗ thanh thản là vô sự đó. À, chúng ta sẽ về chỗ đó. Mà mấy con giữ được tâm thì cùng về gặp thầy. Mà mấy con giữ không được tâm thì mấy con sẽ đi vào chỗ tham sân si của thiên hạ, thì mấy con sẽ làm con của họ, đâu gặp thầy được, hiểu không? Nhờ trước kia các con gieo duyên cho nên các con về để gặp thầy, nhờ cái duyên đó mà thầy dạy các con để được sống bên thầy. Các con hiểu không? Được sống bên thầy tức là được sống bên Phật cái gì, mà được sống bên Phật là tức là thanh thản an lạc vô sự, có gì đâu. Cái đó là cái nơi mà chư Phật người ta về, thì bắt đầu bây giờ mình cố gắng mình giữ thì mình cũng được về chỗ chư Phật đó thôi.